Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay giấc trưa thì Quang cũng vô tình mà gặp anh Toàn đang đi làm về, rồi ra ngoài hè bắt một số ốc để về kho xả cho mấy đứa nhỏ nó ăn nha. Đi theo cái ruộng ốc này chắc theo nghĩ là ốc này ốc gì không Toàn? Đắng ốc bu vàng. Ốc bu vàng ha. Đắng ha. Ốc bu vàng ngon, ăn ngon không anh Toàn? Ăn cái mặt được ha. Bỏ cái à. Ăn nó giòn không ta? Giòn. Giòn ha. Khô xả rồi đó. Khô xả ha. Cái này bờ ruộng này của người ta ha. Của người ta. Ừ. Ôi, lúa này chừng nào thu hoạch ta thấy cái bộ nó ngã hết trơn vậy? Này chắc mưa bữa hổm chắc ngã hết rồi. Ừ. Vô hổm ha. Vô hổm ha. Cái này là mình bắt về rồi mình kho liền luôn hay là mình có gọng lại không? Mới mình mới làm. Ờ gọng mới mới làm ha. Công nhận ở đây mát thiệt chứ ta. Ừ. Quê cuộc sống ở quê mát dữ ha nè. Giữa cánh đồng. Giữa cánh đồng luôn. Thì gần đó mới được một cái ngôi nhà nha quý cô chú anh chị. Những cảnh này giống cảnh nhà bà ngoại quá. Thì cảnh ngoại nhà ngoại 100 tuổi là ở đây chứ đâu. Ừ. Anh Toàn gà trống nuôi con. Lúa thì gió ngã hết rồi. Ừ. Cặp bên đó là một cái con kinh nè. Ừ, đường đi nè theo quý cô chú anh chị thì bên cái con kinh này thì người ta trồng đang trồng trồng gì mít. Ừ. Đi thì nói chung là cũng đi thì cũng hơi khó khăn nha. Tại vì cái bờ bao mà. Rồi cái này là người ta mà ngăn nước vô nè, thấy không? Nè, thấy không? Nước ở ngoài nó cao hơn trong quá nhiều luôn ha. Nước này nước lớn nha. Ừ. Mình mong cánh đồng. Ừ. Đây là một vùng kinh. Thì nếu mà ở đây nước rộng chắc có cá nhiều lắm hả Toàn? Rồi, nhóc. Ôi, ốc bắt con về chút xíu mà nhóc chưa trời. Đi vàng mà. Ừ. Rồi từ từ thôi anh Toàn, chậm chậm đợi mấy em chứ thấy anh bắt mà quá trời nhanh vậy. Anh đi quen nè. Chắc anh đi quen quá ha. Mình ở trên đây mình đi né mấy cây nè. Ừ. Nè, nguyên cánh đồng luôn nè. Lúa ngã hết trơn. Này mà anh Toàn được cánh đồng này là ngon à. Hả anh Toàn? À. Dán trúng số mua anh Toàn à. Ừ. Trời, có trúng 2 tờ cũng được. Trúng 2 tờ ha. Ừ, 2 tờ được rồi. Cho đây chủ yếu có sức khỏe đây này. Ừ. Ở ngoài bờ này có ốc không? Có một ít à. Ít không bằng thế à? Cái này nó bằng hết. Ừ. Này chưa ha. Có trong mé rồi có. Cuộc sống của anh Toàn hàng ngày là đi làm về rồi bắt ốc, hái rau. Rồi kiếm thêm nói chung là thức ăn để cho đông mà thọt cái đó thì có cá cua không? Cua cua cá gì không? Cá gì không? Hang cua rồi không? Ừ, thọt cua hang đó coi. Thiệt trơn. Ừ. Ngày thiệt 8 giá. Dữ vậy, vậy hả? Ừ. Này chừa anh lại ốc là hên lắm rồi đó. Chừa ốc là hên rồi đó. Anh có xịt không? Không. Không ha. Anh chỉ đi giăng câu hay thả lưới gì thôi ha. Câu thả lưới. Ừ. Mít này nó có trái dữ lắm mà ta, mít này phải mít trái không? Phải mít thái không? Mít thái. Thái nha. Chuẩn bị cho trái luôn nè. Ăn hai đợt rồi. Hai đợt rồi ha. Mít này của ai? Của ông Hai á. Ông Hai ha. Chú Hai. Ruộng này của ổng luôn hả? Ruộng của ổng. Ờ. Dữ quá. Đâu phe lên có được nhiêu rồi? Ký lô rồi. Đâu cầm đưa ngược lên đó. Đâu đưa lên rồi. Ô hô dữ rồi ta. Cũng được cá rồi nè. Cá khá rồi đó. Ừ. Ủa, sao nãy chỗ này người ta đó. Chỗ này người ta mới vét hay gì nè? Hai không mới dục lên đó. Mới dục lên ha. Mới dục lên. Ừ, rồi anh đi bắt về đắng đi. Đắng xịt không không lại được nha quý cô chú anh chị. Ừ. Xịn không nè. Xịn mới không à. Ừ. Xịn non á, vét lên đó. Ở quê thì nói chung á thì nó yên bình ha. Yên bình nhưng mà buồn lắm.
Mỹ xa xa ngoài mới có một cái ngôi nhà kìa. Về đây ở rất là buồn nha. Nói chung về đây thì mình chủ yếu là để sống cuộc sống, người ta kêu là giống như là ở ẩn luôn á. Bỏ phố thị về quê. Cái này là bỏ phố về quê. Bỏ phố về quê nè, là rõ ràng luôn á. Này mà bằng đêm mà thật sự Toàn Lê cũng ở quê nữa, nếu mà cho Toàn Lê ở đây thì bằng đêm. Đâu ra ngoài này coi mò có ốc không Toàn? Mò thứ hai. Mò thứ hai. Chúng mò thứ hai có chứ làm sao lặn được. Phải mò từ từ chứ. Đây là con kinh. Con kinh nè. Nước đang lớn nè. Đây có cua đồ nhiều không anh Tợ? Có mà cũng hết. Bắt được vài con. Ở đây giết hết cua hả? Hả? Giết hết cua hả? Hết cua luôn rồi. Thú giết hết rồi. Ở quê mà giết không còn cá thì mắm gì để ăn chứ thua rồi trời. Giờ quá trời. Giờ có nước rồng á, câu lưới á thì gọt mai thôi chứ. Có đi câu cá được không? Có ít. Ít thế à? Nhớ ngoài kinh thường cái ốc bu vàng nó nhiều lắm rồi ta. Ui cái hang con gì á. Rồi dài đáng đi bắt từ từ coi làm sao. Mớ ốc rồi ở ngoài ốc dữ dữ rồi vô cái. Kìa đây ngoài kìa gần cái bằng mới kìa. Mấy con. Ui ui dữ kìa. Đó. Này gọi cho chắc sáng có nhiều á. Đẹp chưa? Ồ, kinh ít lắm. Cho ngộ ngoài kinh ít hơn ở trong ruộng là sao ta? Nó ăn nhiều. Ruộng có nhiều thức ăn hả? Ừ. Ngộ ha. Ốc ở ngoài có bộ ngon hơn ốc ở trong kênh, là trong mưa của người ta con. Nó sạch hơn á. Bự hơn ha. Kìa sau lưng con bự kìa. Chỗ cái bạn ra sau lưng kìa. Quay lại. Nó dò ngay trăng chỗ cái đây nè. Nè anh Toàn. Nó con bự đó. Ừ. Này vậy nó ra ngoài được bình khoảng sau rồi. Không có gì. Ừ. Cái nít xỉu hả? Cái nít mà con bự ha. Ừ, con bự thôi. Đâu đây đưa coi coi. Thôi rồi nè, nhiều đó ha. Đó. Anh Toàn cho em hỏi coi, từ lúc mà vợ bỏ đi tới giờ mà bây giờ một mình anh phải lo hết cho mấy đứa này, anh có thấy vất vả không? Vất vả anh. Không thấy vất vả ha. Bộ không có thấy lúc nào em vô không thấy anh lúc nào mà ở không cho anh Toàn. Hết là làm này tới làm khác à. Một mình bây giờ nếu mà mình nhịn đói thì được, nhưng mà mấy đứa nhỏ đâu nhịn đói được đâu. Bây giờ phải chạy ra đồng bắt cua bắt ốc gì nè. Thì chị Quý á, có xem được cái video nhớ về đi chị ơi, để mà lo phụ cho dưới anh Toàn, lo cho mấy đứa. Bây giờ vợ chồng không thương nhau nữa thì cũng phải nghĩ cho bốn đứa con nhỏ đi. Chị về chị chăm con cho ảnh đi làm hoặc là cơm nước gì cũng được. Chứ giờ ảnh vừa đi làm mà vừa phải về mà kiếm cua bắt ốc gì cho mấy đứa nhỏ nó ăn là thấy tội quá. Cơm nước hoặc là chị đưa nước cho con đi hay đi học cũng được. Giờ ảnh đi làm rồi chưa về cái thời gian không có nữa. Đủ tuổi một mình vậy nè. Rồi anh rửa mấy ốc rồi chuẩn bị đem vô. Rửa đi. Ngồi nhiêu đó là chắc nhiêu đủ ăn chưa? Rộng nhiều quá chết. Không có ý nói là bao nhiêu đó đủ nó đủ ăn chưa? Đủ rồi. Nhiêu là dư luôn. Dư ha. Nhiêu đâu đem lại nhìn lại coi coi.
đưa 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 ngang lại. Ồ, nhiều mà nghe. Nhiều đó. Ừ. Xào xào ớt là hết sảy luôn. Xào xào ớt ha. Thường anh ăn ốc này hoài không anh Toàn? Chắc cũng ăn hoài hả? Lâu lâu ăn ngon lắm. Lâu ngon lắm ha. Ăn mà bỏ cái đít. Ừ, bỏ đít ha. Cái này là mình để đó là mình luộc trước rồi mình mới xào hay là để tươi luôn? Luộc rồi mình mới lấy ra. Rồi anh cầm lên em chụp tấm hình rồi cũng đưa ngược lại. Ừ. Đúng rồi đó. Ừ. Rồi. Thì thôi anh vô anh Toàn ơi, em chào anh Toàn nha. Dạ. Chúc anh Toàn có nhiều sức khỏe để lo cho mấy đứa nhỏ nha. Thôi chào khán giả nè.